Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối diện với nhiều cáo buộc và phải đối diện với khả năng bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, trong những phát biểu mới nhất, vị tỷ phú này khẳng định không gì có thể ngăn được ông tiếp tục cuộc đua tới Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố vào ngày 28 tháng 7 trong một chương trình phát thanh khi được hỏi liệu bản án tiềm tàng dành cho ông có chấm dứt nỗ lực lần hai của ông và Nhà Trắng hay không, cụ thể kinh Fox News dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẽ tiếp tục cạnh tranh với các ứng viên khác để ngồi lại vào chiếc ghế ở phòng bầu dục bất chấp mọi vấn đề. Việc cựu Tổng thống tuyên bố như trên chỉ một ngày sau khi bị truy tố thêm một tội danh là cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng và hai tội danh cản trở công lý, nâng tổng số tội danh dành cho ông trong vụ án hồ sơ mật lên thành 40. Theo đài CNBC, trích dẫn bản cáo trạng thay thế bản cáo trạng ngày 9 tháng 6. Ngày 27 tháng 7, ông Trump đã tiếp tục bác bỏ những cáo buộc mới, gọi đó là sự can thiệp bầu cử ở cấp cao nhất, theo AFP. Trong tháng trước, tại thành phố Miami, bang Florida, ông Trump đã không nhận tội đối với 37 tội danh về việc lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu mật của chính phủ Mỹ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021 và cố cản trở công lý. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và đã bị truy tố hai lần trong năm nay, một lần ở thành phố New York vì các khoản tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm và một lần vì vụ tài liệu mật. Theo lệnh của tòa án, ông Trump sẽ phải ra tòa tại New York vào tháng 3 và ở Florida vào tháng 5 năm 2024, theo Reuters. Tuy nhiên, các cáo buộc không ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump với tư cách là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa để thách thức Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Một cuộc thăm dò mới nhất từ Reuters cho thấy ông Trump vẫn đang đứng đầu cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhận được sự ủng hộ tới 47% trong đảng này, cao hơn hẳn so với 19% dành cho thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Nếu thêm một lần đắc cử tổng thống, ông Trump có khả năng sẽ tự ân xá cho mình, nhưng nếu điều đó xảy ra sẽ là một động thái pháp lý gây tranh cãi và chưa có tiền lệ. Reuters dẫn lời các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ không có cơ sở nào để ngăn chặn việc ông Trump tuyên thệ nhậm chức ngay cả khi ông đang chịu án. Cũng liên quan tới những tin tức về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì một thẩm phán liên bang ở Florida ngày 29 tháng 7 đã bác bỏ vụ kiện trị giá 475 triệu đô la Mỹ của cựu Tổng thống Donald Trump chống lại CNN. Trong đó, cựu Tổng thống cáo buộc CNN phỉ báng ông bằng cách sử dụng cụm từ lời nói dối lớn. Trong một phán quyết, thẩm phán Ralph Singhan, người được chính ông Trump đề cử vào năm 2019, khẳng định cáo buộc của cựu tổng thống chỉ là những ý kiến một chiều vô căn cứ, không phải sự thật và do đó không thể kết tội đây là một tuyên bố mang tính phỉ báng. Luật sư của cựu tổng thống Trump, ông Alejandro Brito đã không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc này. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Trump, ông Stephen Chung, cho biết đồng ý với kết luận của thẩm phán Song khẳng định CNN sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi ngược đãi sai trái của họ đối với ông Trump và những người ủng hộ ông. Vụ kiện được đệ trình vào tháng 10 năm 2022, nêu rõ năm trường hợp CNN đã đăng các câu chuyện hoặc phát sóng các bình luận đề cập đến những khẳng định của ông Trump về cuộc bầu cử năm 2020 là lời nói dối lớn của cựu tổng thống. Kể từ khi khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2015, ông Trump đã cáo buộc một số hãng truyền thông làm ảnh hưởng đến uy tín của ông, đặc biệt là CNN. Hiện Ông Trump vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Mặc dù phải đối mặt với cả các cáo trạng của tiểu bang và liên bang. Thưa quý vị, tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ Joe Biden cũng đang gặp phải một số lùm xùm pháp lý. Cụ thể, liên quan tới vụ việc con trai của ông Biden, thì mới đây thư ký báo chí Nhà Trắng Karine jean Pierre tuyên bố không có khả năng Tổng thống Joe Biden xá tội cho con trai Hunter khi đang đối mặt với các cáo buộc về trốn thuế và sử dụng ma túy. Theo tờ The Guardian, tại cuộc họp báo diễn ra hôm 27 tháng 7, bà Karine Jean-Pierre được hỏi về việc liệu Tổng thống Joe Biden có khả năng nào sẽ ân xá cho con trai của mình hay không. Để đáp lại, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói dứt khoát rằng sẽ không có việc đó. Trong phiên tòa diễn ra tại Wilmington, hôm thứ tư ngày 26 tháng 7, Hunter Biden đã từ chối nhận tội trốn thuế. Theo kế hoạch ban đầu, con trai tổng thống Joe Biden sẽ nhận các tội danh liên quan đến thuế như một phần thỏa thuận với các công tố viên liên bang để được giảm án. Điều 2 của Hiến pháp Mỹ có ghi tổng thống có quyền hoãn thi hành và ân xá cho các hành vi phạm tội chống Mỹ, ngoại trừ các trường hợp bị luận tội. Việc sử dụng quyền ân xá này ngày càng trở nên tranh cãi. Các tổng thống Mỹ Bill Clinton và Donald Trump trước khi về hưu đã ban lệnh ân xá và khoan hồng cho những người góp quỹ và ủng hộ họ. Trong khi đó, tổng thống Joe Biden dùng quyền ân xá khá ít và những người được ông xá tội chủ yếu liên quan tới các bản án ma túy. Phát biểu trước các phóng viên, bà thư ký báo chí nhà trắng cho biết, các vấn đề của Hunter Biden đều là vấn đề cá nhân. Đồng thời bà Karen cũng chia sẻ cả Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân đầu yêu con trai mình và họ ủng hộ việc anh ta tiếp tục làm lại cuộc đời. Vụ án của Hunter Biden hiện đang được Bộ Tư pháp và công tố viên do cựu Tổng thống bổ nhiệm và xử lý độc lập. Sau đây là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 29 tháng 7 cho biết, Vác phát hiện nhóm lính Wagner di chuyển đến gần biên giới nước này và Litva, đồng thời bày tỏ lo ngại họ sẽ xâm nhập Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho hay nhóm 100 lính của Wagner đã tiến gần đến thành phố Grodno của Belarus nằm gần biên giới với Ba Lan và có thể gây ra mối đe dọa cho Ba Lan. Tình hình ngày càng nguy hiểm, nhiều khả năng thành viên Wagner sẽ giả dạng làm biên phòng Belarus và hỗ trợ người nhập cư trái phép xâm nhập lãnh thổ Ba Lan gây rối, Cũng có nguy cơ họ giả làm người nhập cư trái phép để vào Ba Lan. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan không tiết lộ nguồn tin ghi nhận hành tung của nhóm lính Wagner. Trong khi đó, nhóm Hajun, giám sát và động quân sự trong Belarus cho hay nhóm chưa thu thập được bằng chứng nào cho thấy lính Wagner tiếp nhận Grodno. Thành phố Grodno phía tây Belarus mang ý nghĩa chiến lược do nằm gần vùng Sulwaki, giải đất nối giữa Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Vùng Sulwaki chạy dọc theo đường biên giới Ba Lan-Litva. Trong tháng 7, Ba Lan đã chuyển thêm một 000 quân đến khu vực phía đông nước này, lo ngại tình hình biên giới diễn biến phức tạp hơn khi tổ chức quân sự tư nhân Wagner hiện diện ở Belarus. Sau vụ nổi loạn ngày 24 tháng 6, Wagner tới Belarus tham gia một số hoạt động huấn luyện và diễn tập với quân đội nước này ở gần biên giới. Ba Lan cũng như Liên minh châu Âu từng cáo buộc Belarus kích động cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới nhằm gây bất ổn cho khối. Tuy nhiên, Belarus bác bỏ, đồng thời cáo buộc ngược lại Ba Lan chứa chấp những người Belarus lưu vong có âm mưu nổi dậy. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra khuyến nghị chống lại việc cấp cho tiền điện tử trạng thái tiền tệ chính thức hoặc đấu thầu hợp pháp với lý do cần có các quy định nghiêm ngặt cho loại hình tiền tệ này. Theo IMF, các nhà hoạch định chính sách nên tích hợp tiền điện tử trong các chế độ và quy tắc hiện có để quản lý dòng vốn nhằm đảm bảo sự ổn định và giảm thiểu sự gián đoạn tiềm ẩn. Theo đó, một nền tảng pháp lý toàn diện sẽ giải quyết cả khía cạnh luật tư nhân và luật tài chính là điều cần thiết để điều chỉnh hiệu quả tiền điện tử. Vào năm 2022, gần 1,4 ngàn tỷ đô la Mỹ đã bị xóa sổ khỏi thị trường tiền điện tử trong bối cảnh các vụ phá sản trong lĩnh vực này xảy ra cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ sự sụp đổ của ftx sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vào thời điểm mất khả năng